Thật là một ngày đẹp trời, đã lâu không về C1 vẫn trông như xưa nhỉ. Hôm nay phải đi khám phá lại C1 thôi. Ôi cái cảm giác đã lâu chưa được cảm nhận này, làm mình nhớ tới thời cày chay cực khổ. Chắc hôm nay mình sẽ đi giúp mấy bạn New Biển Farm Level nhỉ. Ê thằng kia. Hà bạn gọi tôi à? Đúng vậy là mày đó. Nhưng bạn là ai? Mày không cần biết tao là ai, nhưng một khi mày đã bước tới khu này thì phải nộp tiền bảo kê cho tao, nếu không thì mày sẽ chết. Nhưng mà câm đây... mồm. Loại như mày không có quyền lên tiếng ở đây. Khôn hồn thì nộp tiền bảo kê cho tao hay muốn ăn đập. Chết rồi, phải làm sao đây? Lâu lâu về C1 mà gặp cảnh này thì biết giải quyết thế nào. Giờ mà mình đánh nó thì nó kêu mình tô xích. Nếu lan ra tai mọi người thì sẽ mất hình tượng đẹp trai tốt bụng của mình mất. Đành phải chấp nhận vậy. Được rồi, tao sẽ nộp tiền bảo kê cho mày. Thế thì có nhanh hơn không? Lòng va lòng vòng mãi. Thế nộp bao nhiêu? 5.000 Robux. Mày không đủ tiền sao? Vậy mày có thể cho tao trái ác quỷ để thay bằng tiền cũng được. Hê hê, thì ra thằng này cũng có chút tình người. Dăm ba trái ác quỷ thì mình cho nó được. Mày muốn trái ác quỷ gì tao cho? Tao muốn trái Bom, Spike, Chop, Spring, Kilo, Smoke, Spin, Flame, Falcon, Ice, Sun, Dark, Revive, Diamond, Light, Love, Magma, Portal, Rubber, Qua Kế, Human Hút Hà, Barrier, Sting, Bird Phoenix, Dinger, Or, Blizzard, Gravity, Dub, Shadow, Venom, Control, Spirit, Dragon, and Leopard. Cái what the hell? Mày xin trái ác quỷ hay mày xin luôn con game này thế? Thế bây giờ mày có đứa không thì bảo. Tao không có chừng đấy trái ác quỷ. Mà có tao cũng không đưa trái ác quỷ cho mày đâu thằng xúc vật. Tao cho mày 5 giây để suy nghĩ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đã đến lúc mày phải chết. Ha ha, mày nhìn lại mày đi. LV300 ghẻ của mày sao mà ăn lại LV2450 của tao. Tao chỉ cần hất đít là mày chết rồi. Ha 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 ha. Mày cười cái gì? Wow 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 wow, hey 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 hey. Mày nghĩ mày chạy được sao? Hư hư hư, chưa kẻ nào có thể chạy thoát khỏi tao dù chỉ một lần. Cái đậu xanh nhà nó. Mình không ngờ nó lại có súng, và còn là súng sơn mạ vàng nữa chứ. Lỡ ngỡ là mình bị ăn đạn chứ không có đùa. Tuy nhục nhưng giờ phải trốn đã, không thì người mình như cái tổ ong. Chắc trốn ở đây là được rồi. Nó chắc chưa có hà kỳ quan sát để nhìn thấy mình đâu. Ha ha, gà vẫn hoàn là gà thôi thằng xúc vật. Mày nghĩ tao là thằng gà sao? Đừng vội kinh thường người khác. Tao đã cho mày rất nhiều cơ hội nhưng chính mày lại dập tắt nó. Giờ thì... chết đi. Chúng mày nhìn cái gì? Nếu không muốn bị bắn thì hãy like, share và subscribe kênh này. Còn không thì chúng mày sẽ được gặp T ở C1.